hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, hiện là nhân viên phát triển kinh doanh, đam mê lớn nhất là võ thuật, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, đã trải qua 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, đã trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, quản lý công ty sự kiện, đã có 4 mối tình. Công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 24 tuổi, có nickname là Mèo. Công việc hiện tại là người mẫu, chỉ mới có 1 mối tình. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, là nhân viên tư vấn chứng khoán, đã trải qua 2 mối tình. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Xin chào mừng mọi người đến với lớp học nghề 6. Không phải bạn tin thì trong các series đó là cặp đôi bí ẩn, nếu mà giữ được mối quan hệ của mình đến cuối chương trình thì sẽ được một chuyến du lịch nước ngoài của Trevor Loca. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Tình yêu mà lúc đúng là biết chơi gì vậy trời. Mình thôi, mình đừng có làm khổ mình. Thôi, đúng rồi. Quá hồi sáng em anh lại mất điểm chứ rồi đó anh. Anh quá mất điểm. Chiếc xe hồng đang đưa các bạn đến La Ghi Phan Thiết, nơi có những đụn cát trải dài cùng những bãi biển xinh đẹp. Tại sao chương trình lại đi ngang qua cái đường này? Ủa, sao mà đẹp quá vậy? Huy đã có tình cảm với Tuyết Anh. Lê Tư ấn tượng nhất với Sơn. Hà và Tâm cũng có điểm hợp nhau. Mỗi người một tính cách, liệu họ sẽ thể hiện tình cảm của mình thế nào? Ai sẽ tìm được tình yêu? Và liệu cặp đôi bí ẩn có vượt qua được thử thách để nhận được chuyến du lịch từ Traveloka? Chúng ta hãy cùng chờ xem! Chiếc xe hồng đang đưa các thành viên đến La Ghi thì dừng lại nghỉ tại một cảnh đèn ven đường. Trời ơi, tại sao lại cho tôi ở đây? Tại sao lại gửi nhắc tôi? Buồn quá nè. Tiền tiền gió ơi, anh mà cầm hai tay vậy. Cẩn thận á. Quay ra đây, quay ra đây. À, anh chụp xong anh gửi hình bên đây nè. Messenger hả? Chụp đi. Các thành viên lại tiếp tục lên đường trong không khí thật hào hứng. Anh Sergio à, sao anh bấm rồi? Quay đây. Bạn ơi, cùng tôi hát lên nào, chạy lên nào. Anh Sergio là. Chạy qua, chạy qua. Địa điểm lần này của ngôi nhà chung là La Ghi Farmstay, một địa điểm nghỉ dưỡng mang phong cách đồng quê yên tĩnh, tránh xa những ồn ào của phố thị. Thật may mắn cho các cô gái là một mình Huy cũng đủ sức mang vác đồ đạc của cả ba người. Trời ơi, sao anh ga lăng quá vậy? Ờ, gian phòng nhỏ có khác nha. Ờ, chị cũng tính thôi. Ồ, anh ơi, để tụi em đem lên cũng được. Thôi anh đem lên luôn đi. Tâm cũng tỏ ra không hề thua kém. Sau khi dọn dẹp hành lý xong, một chiếc xe bò đã chờ sẵn để chở các thành viên ra bãi biển. Hình như đây là lần đầu tiên Tuyết Anh đứng gần một chú bò đến như vậy. Ê, cho ngồi miếng nha mày. Wow, wow, wow. Quá chú tâm về chú bò, Tuyết Anh đã quên mất một việc. Mấy chị ơi, nhanh lên. Ủa, mọi người mang dép hả? Anh nên kêu đi chân nước. May cho cô nàng, đã có một chàng trai lo cho Tuyết Anh mọi việc. Mình leo lên đây ngồi thôi anh. Cảm ơn anh. Lên đường. Ủa, để ấy. Yeah.
quay xe, quay xe. Mình đang đi xe bò. Đây mà đi như quên. Thì đây là anh. Đó là cá luôn. Cái này là của mình nè. Anh có tiền không? Anh có tiền không? Thôi ăn kem đi, ăn kem không? Đây không bắt tiền được không? Được. Bất cứ lúc nào hễ gặp khó khăn, Tuyết Anh chỉ cần gọi anh Huy ơi là ngay lập tức Huy có mặt để giải quyết hết mọi khó khăn cho cô. Rồi anh mua thiệt luôn á hả? Cảm ơn anh. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tất cả đều thật lý tưởng cho một chuyến đi chơi của các bạn trẻ. Lên rồi bông động tay về được không? Không. Ta cướp động tay được không? Không. Không được hả? Trời ơi, con này đỏ chứ. Sướng quá chết, không được. Thôi. Quay. Cha đó. Cứ bột lên, cứ bột lên. Anh nó bột lên kìa, bột lên. Cứ ba lên, cứ ba lên. Cứ ba, cứ ba, cứ ba. Cậu phải làm lên cái sàn kia thì thôi nha. Cậu phải làm lên cái sàn kia thì thôi. Đi. Đi. Thôi nha, cậu lên lên. Không khí vui vẻ ấy vẫn kéo dài đến tối khi các thành viên đã về Lagi Farmstay. Trong lúc vui hơi quá đà, Huy đã phạm sai lầm. Đi nhà chơi cháu xin cậu. Chưa. Em. Chưa. Không chỉ đẻ nhờ cậu. Không chỉ đẻ nhờ cậu. Không chỉ đẻ nhờ cậu. Không chỉ đẻ nhờ. Và anh chàng đã phải trả giá. Nhà ăn cơm à. Tới lúc ăn cơm, Huy đã tìm cách xin lỗi Tuyết Anh. Bạo lực. Mình đến đây để yêu thương mà, vậy mới lộn. Em là thương cho roi cho quạt. Cảm ơn. Nhưng có vẻ tình hình không khả quan mấy. Anh xin lỗi em đi. Sai quá. Anh xin lỗi em đi. Anh sai, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh lại. Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi mới đúng nhá. Người ta nói là gì? Đạo vợ lên đầu trường sinh phật tử. Anh đang nói cái vế là phụ nữ. Bao nhiêu cảm xúc của em đã hết rồi. Gì ghê vậy? Ấn tượng đầu tiên cho cố vô rồi bị trừ âm. Ấn tượng không gọi ấn tượng là đâu trừ. Thiệt ghê, em thề. Ấn đầu mà em đi vô em thấy trong cái phòng. Ta làm đúng mà. Bốc xuyên ngớt tim em. Trời ơi, cao thơm ẩm ớt kìa. Đầu tiên quá. Kiểu như nó men á. Anh khóc đi anh, đau tim quá em hiểu không? Xong tự nhiên em, lúc mà anh thay đồ xong, em nhìn xuống. Ờ, trường hồi bị giết hả? Xong chơi dần chơi. Trường âm điểm luôn trời ơi, em âm điểm luôn rồi. Ít ra anh Huy còn có cái để trừ, còn mấy anh còn lại chưa có điểm để trừ. Trong này có ai tự quyền lắng nữa đánh lẹ cho mình không? Anh nói gì là hơi ưu duyên luôn. Đánh tập thể đó, đánh tập thể đó. Thể quay qua. Ừ em gì? Em Lan, em Hà, em Tư, em không hay là em. Đánh lại, đánh nó lại nha. Đánh. Em muốn đánh riêng hay đánh tập thể? Lan nè. Anh à, các em có thể đánh lệ với em. Trời, một phát bốn đứa. Nghe không? Để ấy không coi anh đồng ý đi, đồng ý đi. Không coi anh em tụi mình ra gì. Đồng ý cái lá có bị đánh không? 10 ngày lạnh. Đồng ý cái lá lại các ngày khác. Quan trọng là có đi với anh hay không thôi á. Nó đánh mà. Mình sẽ nhường lại các ngày khác. Who do you think you are, man? Cha lại sai nữa rồi. Buổi tối nay vẫn chưa trọn vẹn vì còn thiếu một thành viên.
hôm nay mình thiếu một cái thành viên nam. Thì thành viên nam đó em đã gặp buổi sáng hôm nay. Anh đó tên là Nam, anh làm về event. Thì sáng nay anh có việc, anh phải thi công cái văn phòng của anh cho nên anh không tới được. Thì có thể là anh sẽ tới sau, nhưng mà em có số contact của ảnh cho nên là bây giờ mình thử gọi cho ảnh coi là ảnh đang làm cái gì. Em có đặt một biệt danh cho ảnh, đó là anh Nam Hồng Hồng. Nhưng mà tại vì tóc của ảnh rất là hồng hình và rất là đẹp. Em nghe đồn mà tóc tự nhiên không uống. Dạ lô anh Nam hả? Dạ hết đồn, nghe là người đẹp. Dạ chơi với đó. Anh cho em hỏi anh Nam trong lớp hào đúng không anh? Đúng rồi, Nam đang đi mua hai cái quần đùi, một cái quần bơi rồi giúp nào. Hai cái áo thì bị bẩn đi. Đừng đi đạo đâu mày. Đang kiếm cái đó nữa. Nó không còn một đá, mọi người. À, anh ơi, anh gọi lại cho em được không? Tại điện thoại mất tiền. Ok, tao gọi lại cho. Vậy cũng có nữa hả? Phùng hình là team em bớt nát. Tôi đã bảo là anh Nam phùng hình rồi. Giọng anh không có men ha, không em biết người anh có men không? Không. Nhưng mà em test rồi chị, anh men. À, đúng rồi. Dạ, anh Nam, bây giờ em sẽ giới thiệu anh Nam tới từng thành viên trong Love House Season 6 của mình. Đầu tiên, đó chính là... Ủa? Em là Thiếu Tiền nha anh, em Thiếu Tiền, em 597 là thành viên nhỏ nhất nhà chung anh nhá. Em cao 1m70, nặng 50kg nha anh nhớ em nha, ok rồi. Bye 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 anh, em chờ anh. Ờ đúng rồi, Thiếu Tiền đó anh, ừ rồi anh lên đây rồi em nói tin thật cho anh nghe, ok. Ok, anh nói kia xài bơi bơi. Anh lộn thầy đúng không? Em nghe anh Nam hùng hồn này em thấy thích anh rồi đó. Dạ em nha. Em nói với anh, em muốn nói thật với anh là em không hề đặt biệt danh cho anh. Em không hề luôn á, mấy bạn tự đặt là tự tưởng tượng ra, mấy bạn đặt ra thôi. Chứ hả, người đầu tiên đặt là em đó. Không, em không biết, nói chung em có một cái cảm giác sâu thẳm bên trong tâm hồn muốn che chở cho người con gái. Trong thời gian đầu còn nhiều ngại ngùng, để giúp các thành viên mạnh dạn thể hiện tình cảm, ban tổ chức đã đề nghị các thành viên chơi một trò chơi. Mỗi bạn sẽ ghi tên mình và tên người mình ấn tượng ngày hôm nay vào một mảnh giấy. Đã đến lúc những cảm xúc ban đầu được nói ra. Trong tờ giấy đó mình ghi tên Tiết Anh. Trong tờ giấy đó thì Tiết Anh đã ghi anh Sơn vào. Tại vì anh Sơn thì so với các anh thì anh Sơn rất là vui vẻ. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình thì mình cảm thấy là rất là thoải mái khi mà giao tiếp với anh Sơn. Mình cũng rất là muốn có một cuộc hẹn riêng với anh Sơn. Trong tờ giấy thì em chỉ ghi mỗi tên thằng Sơn thôi. Bởi vì sáng giờ lúc đi trên xe thì em cảm thấy là ấn tượng nhất là bạn Sơn. Là người lúc đầu thì khá là kiểu như là nghiêm tính á, nhưng mà chừng sau mà khi đã hòa nhập và mọi người bắt đầu lầy rồi á thì cũng khá là buông lụa, khá là vui. Thì ở trong lá thăm đó mình ghi tên của bạn Tuyết Anh. Lý do mà mình ghi tên bạn Tuyết Anh á là bạn lại gây ấn tượng rất là mạnh với mình, với cái khả năng, thứ nhất là khả năng diễn sâu của bạn khá thú vị, với lại mình có nói chuyện trao đổi với bạn Tuyết Anh á thì bạn rất là thông minh, rất nhạy bén, nói chuyện khá hợp. Em ghi tên anh Tâm. Bởi vì em người đầu tiên mà em gặp là anh Tâm. Rồi ngồi ở trên xe em nói chuyện với ảnh á, thì em thấy ảnh nói chung là có nhiều cái sự tương đồng. Mình chỉ cần nói ra một nửa thì anh đã nói được cái vế sau. Nhưng em cảm thấy hợp khi nói chuyện. Lại là mình ghi tên Hà. Thì tại vì ấn tượng với Hà, tại vì là có lẽ là Hà là người gặp đầu tiên, cũng nói chuyện với Hà nhiều nhất. Thấy Hà cũng hòa đồng, nói chuyện vui, nói chuyện cùng hợp với nhau. Trong tờ giấy đó thì em ghi anh Nam Hồng Hình. Lý do tại sao em ghi anh Nam Hồng Hình, tại vì em rất là tò mò vì người đó chưa xuất hiện. Và những cái người mà em gặp thì em vẫn chưa thấy có cảm giác nhiều lắm. Không có. Cảm thấy hơi thất vọng ở lúc mà em ấn tượng vì lúc anh kết giọng nói thì làm em vỡ tan kiểu không như mình tưởng tượng. Không mà nếu mà em cũng vẫn hy vọng về một ngày mai tươi sáng, là chiều mai anh sẽ về và em sẽ gặp mặt anh trực tiếp và nói chuyện và tiếp xúc một cách
thực tế hơn chứ không phải là tưởng tượng qua lời nói của chị Tuyết Anh. Chỉ mong vậy thôi. Và những mảnh giấy chứa đựng cảm xúc ban đầu ấy sẽ được đưa đến nơi cần đến. Ai hướng về ai, những người trong cuộc giờ đã rõ. Khi mà Tuyết Anh nhận được hai cái tờ giấy mà của hai chàng trai gửi cho mình thì là đầu tiên là Tuyết Anh rất là mắc cỡ, không biết tại sao lại mắc cỡ nữa, nhưng mà rất là mắc cỡ. Thì Huy á, thì Tuyết Anh không có thấy bất ngờ, tại vì những cái hành động của Huy thì cho Tuyết Anh thấy được là Huy cũng có cái ấn tượng với mình. Tuyết Anh là một người rất là thật thà, rất là hiền, rất là tinh tế. Nhưng mà so với anh Huy, anh Sơn thì thích nói chuyện với anh Sơn hơn, tại vì anh Sơn có múi hơn á. Mình nghĩ là tại Tuyết Anh ghi tờ giấy đó là Sơn. Mình cũng thấy có hơi một chút buồn, kiểu vậy đó. Sau khi mà em đọc được cái tờ giấy là anh Tâm cũng ấn tượng em thì em cảm thấy cái ấn tượng trong mình nó tăng thêm chứ nó không đổi. Bởi vì khi mà nói chuyện với ảnh á thì mình chỉ cần nói với đầu thôi là ảnh đã hiểu cái vế sau, và ảnh cũng có thể hiểu được cái câu tiếp theo mình định nói, cho nên cảm ấn tượng của mình nó tăng lên. Những người hướng về nhau sẽ có một cuộc hẹn riêng với nhau trong đêm nay. Sao Hà ngồi mình buồn nhở? Đi toilet không? Tối ngày toilet hoài. Vô. Mình có bia uống kìa. Ngày này cũng giống bia. Còn lại ở nơi này là những con người không nhận được mảnh giấy nào. Nên chưa nói nó đúng câu nó hơi kỳ. Nó ghi hiện tại nó là đàn ông tốt hay người bé. Chính xác là vậy, chính xác 100% là phụ nữ đó. Đàn ông mà sống một kiểu dạng là điểu vậy nọ đó. Điểu, có cái chất điểu ở trong phụ nữ là thích, nhưng đó là sự thật. Hello em. Hello anh. Mắc cười gì? Không, mình đang nói chuyện bình thường bạn bè mà. Thì cho anh hỏi anh câu nha. Dạ. Em, cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc về vấn đề gì? Thì cái cuộc hẹn này nè, anh cũng khá bất ngờ. Em thấy mắc cỡ. Em đừng mắc cỡ mà, em làm chủ tịch hội đồng quản trị giùm anh nha. Anh ơi, em phải... Thôi, em cảm thấy mắc cỡ thôi, cũng thấy bất ngờ. Tại vì em có nói là em có viết trong cái giấy là em có ấn tượng với anh. Tại vì là anh vui. Tại vì cái lúc mà em nói chuyện thì cái người có muốn nhất là anh thôi. Anh với lại hai anh kia cũng nhớ tên, mà lại ba bạn nữ em lại bị quên tên á. Đó là kiểu như mình vô đây đúng mục đích rồi anh. nhớ tên con trai. Tôi mấy đứa nữ cho em ngủ ngoài, em muốn nhớ tên nó cho ngủ ngoài đó. Nó nhất là về cách nói chuyện, suy nghĩ của em á. Với anh khá tương đồng. Anh nói ra em có thể hiểu và em nói ra anh cũng có thể hiểu. Dạ. Anh quý em, quý lắm. Và em có khả năng diễn sâu, rất có duyên á. Một khả năng diễn sâu rất có duyên, ok. Trong em làm cho anh có ấn tượng mạnh nhất trong em nay. Chứ cảm xúc anh thì anh chỉ đang ở mức là quý em. Thì em cũng là em, ở mức là ấn tượng. Em thì nhìn em cũng bé bỏng, nhìn cũng cưng lắm. Dạ. Em có cái tật đó nha, là em yêu thì em yêu rất là nhiều, nhưng mà yêu nhiều nhưng mà đến mức mà gọi là em yêu lắm luôn á. Yêu gọi là chết đi sống lại, kiểu như yêu hết mình, yêu không còn gì để yêu nữa. Anh khách quan là anh nhận thấy, nếu như em như vậy thì em nghĩ là ngốc nghếch rồi, tự làm tổn thương mình rồi, đâu có được. Hai người cùng đều là cái cột trụ wifi để mà cùng nhau bắt sóng, chứ không thể nào em cứ phát wifi, người ta chỉ là điện thoại người ta nhận thôi, người ta sử dụng wifi của em thôi, còn người ta không có phát lại wifi cho em, đâu có được. Tự nhiên một phía như vậy, đơn phương như vậy sao được. Thì như vậy anh mới nói là em vậy là ngốc, không có nên như vậy. Rút kinh nghiệm, mình đừng có yêu bằng cảm xúc, yêu nhiệt thành mà một cái cách mà mù, gọi là mù quáng. Mù quáng thì nó hơi nặng, nhưng mà gọi là yêu mà không có suy nghĩ. Mình cũng hơi bất ngờ là cô bé này cũng tâm sự với mình nhiều như vậy. Tâm nhận xét em hơi yêu theo bản năng,
hơi kiểu như là ngốc nghếch một tí. Nói chung là đó là lúc trước thôi, bây giờ thì cũng có sự thay đổi. Thì anh Tam khuyên cũng đúng, cái đó là em đang từng ngày muốn như vậy. Mấy ngày đầu tiên thì mình nghĩ là ấn tượng là vì là dễ nói chuyện với nhau, dễ chia sẻ. Còn thích hay không thì chưa, bây giờ thì tại thì cũng chưa có thích. Gặp được em một người trẻ mà suy nghĩ phải nói là già rồi. Em nói em suy nghĩ già thôi chứ còn mặt em thì trẻ, gọi là gì ta, trẻ măng à? Ừ, non lắm, nhưng mặt còn non nớt. Với lại anh thấy em cũng có một cái sở thích giống anh nữa, thích nhậu đúng không? Em nhậu ở đây không phải là nhậu bia, không phải là nhậu kiểu đó, mà là em thích một cái quán bar. Không phải là bar nữa mà cái một cái quán ngồi chill, nhạc nhẹ, không phải bốc luôn, nhạc nhẹ, nhạc jazz nhẹ. Và có những cái món, cái món giống như là wine hay là cocktail hay là những cái rượu nhẹ, nhưng mà phải có không gian nhạc đủ nhỏ để cho mình nói chuyện với nhau. Nó sẽ không phải là dập giống như ở trong bar. Đúng rồi, và ánh sáng với là ánh sáng vàng. Và ngồi thì sẽ ngồi ngay góc quầy bar. Anh biết một chỗ, nếu mà có dịp thì anh sẽ dẫn em đi. Ok. Với tư cách là hai người bạn nha. Ok. Tại anh cũng quý em, thích làm bạn thân với em cơ. Hôm nay mình có được hẹn với lại bạn Tuyết Anh. Thì bạn ấy thì mình cảm thấy bạn giống như là một cô em gái vậy. Nhưng mà cô em gái này lại có một cái đặc điểm là thông minh lanh lợi, có nhiều cái tài lẻ, nói chuyện cũng hợp gu. Mình cũng mong muốn là sau này sẽ có thể trở thành bạn thân với nhau. Thì hai anh em cũng có rõ ràng với nhau là chỉ là hai đứa cảm thấy là tung hứng hợp với nhau thì hẹn ra nói chuyện, và anh cũng muốn là theo kiểu là nói gặp gỡ một những người bạn mới và xây dựng mối quan hệ là bạn thân thôi. Thì mình cũng ok, cũng đồng ý, tại vì cũng là ngày đầu gặp nhau thôi. Thì vậy đó, mình cũng sẽ cho bản thân mình cái cơ hội để mình tìm hiểu những cái thành viên còn lại trong lớp hao. Nếu mà gọi là tâm lý mà gọi là thợ săn mà kiểu lão làng, thợ săn lão làng thì nó hay có cái kiểu như dạng là ngồi nắm tay rồi sẽ có buộc là phải tiến cái giai đoạn sâu hơn, rồi buộc phải tiến cái giai đoạn sâu hơn nữa, vì nếu không á thì người con gái đó họ sẽ cảm thấy mà nhiều chán. Theo kinh nghiệm của anh được biết nhiều người đó, họ kiểu là quen phụ nữ đó, hay là kiểu là nếu mà kiểu mà đã chiếm hữu được rồi á, sau này có bỏ cũng là coi như là cũng là kiểu là lời hay kiểu gì á. Đúng rồi, phụ nữ thì lại thiệt thòi. Ừ, thiệt thòi. Quy luật bất biến của gọi là cánh đàn ông á, anh thẳng thắn thừa nhận là như vậy. Qua cái cuộc trò chuyện đó làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em về anh Huy, nghĩa là nhìn nhận nó rất là khác, nó không có còn cố chấp hay là gì nữa hết, mà nhìn nhận ở đây ở một góc là thương cảm nhiều hơn. Và vấn đề ở đây là giữa việc thích và việc yêu á, nó có một khoảng cách rất là xa. Và em cảm thấy là anh Huy là một người đàn ông rất là tốt, quá là tốt đi. Nên là em cảm giác là em thích anh đó. Còn một cái việc tiến xa hơn là cái việc yêu á, thì em nghĩ là em sẽ không bao giờ lựa chọn một cái người đàn ông như vậy. Dù em có thích một ai chăng nữa mà người đó kiểu em cảm giác có cái gì đó không an toàn là em sẽ không có để tình cảm mình thả ra nữa. Em sẽ dừng tới đó thôi. Mặc dù rất là nhiều không, mình sẽ không. Nhưng mà anh như kiểu anh quen người con gái nào mà như anh cảm thấy mà không muốn là không làm được cho họ hạnh phúc, không lo lắng, không lo lắng được cho không. Anh chỉ có cảm giác là anh cảm thấy là anh thương người đó như người thương anh, nhưng mà anh cảm giác anh thấy là không phải cảm giác như anh thấy rõ, anh biết trước tương lai luôn, anh sẽ không lo được cho người đó như là người giống như em đi, em xứng đáng được nhiều hơn nhiều. Okay. Rồi bạn lấy lý do tại sao lại tình bạn giống anh mà tôi giấy cho em. Cái lý do tại vì không phải. Ok, anh có lỗi. Cảm giác mà mình bị tổn thương trầm trọng khi mình cứ tổn thương gì ai mà không có một tờ giấy ghi cho mình. Kiểu người ta sợ hiểu không? Không có đến hiểu không? Okay, ở đây rất là nhiều người không có tờ giấy mà. Một người con gái là xinh đẹp, có thể là họ có thể là quen người tốt hơn anh nhiều.
Dạ có, anh ấy này rồi nhưng mà anh không lo được cho họ một cái, anh cảm thấy tại vì anh muốn á, khi mà thương một người phụ nữ anh phải lo cho họ cái cuộc sống nhất mà tốt nhất có thể. Lúc đầu thì tưởng anh lầm lì ít nói, tưởng lạnh lùng boy đồ kiểu tỏ vẻ thần thái ha, nhưng không phải, là do anh ít nói thật. Kiểu lúc mà nói chuyện với anh thì mới biết rằng anh rất là tâm lý, rất là thương nghĩ cho người con gái rất là nhiều, mà anh không nói ra. Anh cũng làm thì rất là khó để nhận biết được cái cách mà anh để thể hiện cái tình cảm của anh thì rất là khó. Người ta không có cần giàu sang phú quý, người ta chỉ là người ta thương anh hơn thì sao? Anh có buông bỏ người ta, anh có rũ bỏ người ta không? Tức là anh sẽ nói hết lời hết cả. Còn người ta vẫn như thế thì sao? Thì anh sẽ hết lòng người ta. Thì em nói nhưng mà thật sự anh nhiều anh khổ gì đó, nếu là em muốn đi cùng anh hết đoạn đường này. Thì em sẽ cũng như vì em mà anh cố gắng làm tất cả gì em. Phần mà đứa trên thử nha, chị thương nha. Đừng rai luôn đi đại. Chết cha rồi tuyệt chủng bây giờ sao? Giờ là em mới chết bỏ anh vô lùng kính là... môi chân lên rồi. Đàn ông bây giờ những người như anh là hơi hơi bị hiếm rồi đó anh. Nên là bảo là trời anh hơi anh hiền quá, em thấy anh hiền quá luôn á. Không mà thì cũng hơi thiệt tại vì thương đúng, nhiều chính thương xác. Thôi không phỏng vấn nữa. Anh đổ mồ hôi luôn rồi, suy nghĩ nhiều anh đổ mồ hôi. Bây giờ kiểu giống đúng phỏng vấn luôn á. Tội nghiệp ấy tê á. Hai đứa rồi. Nhưng mà rất là cảm ơn anh bởi vì qua cuộc trò chuyện này em cảm thấy em hiểu anh hiểu hơn rất là nhiều. Mà mọi người cảm hiểu anh nhiều hơn. Chứ không có kiểu những người ít nói là ra phỏng vấn á. Em lại thích như vậy, kiểu ít nói chứ không phải nói quá nhiều á thành gì. Anh Huy chứ có vẻ anh Huy có hy vọng một chút. Tại vì anh chững chạc kiểu giống như anh suy nghĩ rất là nhiều. Nếu mà một phút nào đó anh làm mèo rung động thì mèo sẽ tấn công anh. Ngôi nhà chung Seri 6 đã đưa các thành viên đến với La Ghi, một thị xã biển bình yên. Những ấn tượng ban đầu đã xuất hiện giữa các thành viên. Huy đang hướng về Tuyết Anh, Nhất Anh và Lê Tư thì đang để ý Sơn. Tâm và Hà đang dành sự chú ý cho nhau. Lan đang dành hy vọng cho Huy. Và Nam, chàng trai còn đang mãi mê công việc, để đến vào hôm sau. Câu chuyện tình yêu của 8 bạn trẻ sẽ đi đến đâu? Ai sẽ thành đôi với ai? Cặp đôi bí ẩn liệu có bảo vệ được tình yêu và bí mật của mình